Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái mẫu tinh thể Thạch Anh ở dạng hoa đá. Trước tiên xin quay một vòng cho quý vị cùng xem. Đây là cái nền đá gốc. Quay chi tiết quý vị cùng xem. Có rất nhiều các cái tinh thể ở đây. Tinh thể nó rất chi là nhiều. Tinh thể những cái búp trắng này nó tương đối là to. Đan xen các tinh thể to là các tinh thể bé li ti lại. Đây nó biến thể quý vị nhé, nó biến thể nhìn rất chi là đẹp. Bụi này thì có chiều cao của đá là 13 cm, bề ngang này là 12 cm và khối lượng của đá nặng là 1,6 kg, à xin lỗi, 1,4 kg. Và hiện cái mẫu Thạch Anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 750.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng Thạch Anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu không phải là chuẩn hàng Thạch Anh thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Đấy, quý vị có nhu cầu mua hàng hay liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ gửi đến, giới thiệu các sản phẩm đá phong thủy đến với mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.